Trời đất ơi, đã quay lại với kênh của chị nha. Hôm nay chị có một tấm sticker thay trang phục cho các nàng công chúa. Tấm sticker này của chị cũng khá là sang chảnh và nó làm được chất liệu hoàn toàn đặc biệt so với những tấm sticker trước đây nha. Các công chúa này đến từ quốc gia Nhật Bản đó các em. Thôi nào, bây giờ chẳng cần gì nữa, hãy cùng khui với chị tấm sticker này ra để xem bao gồm những trang phục và những nhân vật nào nha. Chị cầm cái tấm sticker này trên tay này thì cũng cảm thấy rất là thích thú luôn, tại vì chất lượng của nó khá là dày và cứng, nhiều diễn nha các em. Nhưng mà các trang phục thì nó được cắt thợ cắt khéo, rất là sắc nét, rất là rõ nét luôn. Đây, tay chị là một tấm bìa gắn với hộp cảnh nha. Chị sẽ dán các nhân vật của chúng ta xuống tấm bìa này và chị sẽ trang trí thiết kế thời trang cho các nhân vật của chúng ta nha. Để xem, có 4 nhân vật nha các em. Đầu tiên chị sẽ lột nhân vật đầu tiên lên trước này. Phải thật từ từ và nhẹ tay, không thì sẽ rách mất một phần cơ thể của cô nàng. Đây, đây là một cô công chúa tóc màu tím. Dài, nhìn rất là cô te luôn nè. Công chúa thứ hai, chị sẽ lột cô công chúa thứ hai ra nha. Đây, cô công chúa thứ hai là một cô công chúa tóc màu một xanh dạ quang nha, một xanh lá cây dạ quang. Cô công chúa này thì phần mặt của cô ấy hơi bị cắt khá là thấp cho nên mình không nhìn rõ được cái phần cằm nha các em, nhưng mà không sao, cô nàng vẫn khá là đẹp trong cái bộ tóc khá nổi bật. Chị sẽ dán cô nàng xuống phía dưới này nha. Cô nàng đang trong trạng thái là say hi với các em đó. Chào mọi người, đây là cô công chúa thứ ba này. Cô công chúa thứ ba là cô công chúa tóc màu nâu hạt chỉ, một búi và một bờn nha, nhìn rất là xinh. Nước da của cô ấy thì cũng là khá là trắng, giống với nàng Bạch Tuyết nhỉ. Đôi mắt thì ta tròn màu nâu, mình sẽ dán xuống cái dưới này. Ba nhân vật cuối cùng là một cô công chúa cũng tóc màu nâu hạt dĩ, nhưng mà cô ấy còn bớ, cô ấy xả tóc ra ngang vai nha, ngang lực ngang thắt lưng, kết tóc dài tính ngang thắt lưng. Và đôi mắt của cô ấy thì là màu xanh lục nha các em. Nào bây giờ trên tay chị là có hai tấm trang phục, một bên là hóa trang cho các cô nàng thành các công chúa, các công nương trong hoàng gia, một bên là các trang phục trong đời thường nha các em. Trước mắt thì chị sẽ hóa trang cho các cô nàng trong trang phục đời thường trước nha. Đây các em có nhận ra đây là trang phục gì không nào? Đây là trang phục kimono. Bộ trang phục kimono này thì đến từ quốc gia Nhật Bản đó các em. Nó cũng dạng là một trang phục truyền thống, giống như là áo dài của người Việt Nam chúng ta. Chị sẽ lột một chiếc kimono màu xanh dương có hình con thỏ này ra trước này. Đây là một chiếc kimono màu xanh dương có hình con thỏ, rất là đẹp. Chị sẽ dán cho cô nàng tóc màu nâu búi nha các em. Chị sẽ dán một trang phục xanh con thỏ này cho cô nàng tóc màu nâu hạt chỉ búi qua một bên nha. Rồi, một kimono thứ hai là bộ kimono màu xanh lá chuối dạ quang nha, có hình con mèo đen ở phía dưới nè. Phần thắt lưng thì là màu nâu nha các em. Để xem chị sẽ dán cho cô nàng nào đây ta. Chị sẽ mặc bộ trang phục này cho cô nàng tóc màu tím nha, nó sẽ làm nổi lên cái tóc của cô nàng. Bộ kimono thứ ba
màu xanh dạ quang, mà xanh dạ quang vàng nhạt hơn cái bộ ở phía trên này. Cái phần thắt lưng lưng của cô nàng là một chiếc nơ màu hồng nha các em. Có rất là nhiều hình trái cherry xung quanh bộ kimono này. Thì sẽ dán cho cô nàng tóc màu xanh lá chuối dạ quang ở phía trên nha. Các em sẽ thắc mắc là tại sao chị không dán bộ trang phục màu xanh này cho phù hợp với mái tóc cô nàng, nhưng mà hai màu này là khá tương đồng với nhau, nó sẽ không làm nổi bật lên được cái mái tóc của cô ấy, nên chị sẽ lựa cái màu nhạt hơn một tông nha. Rồi, đây là bộ kimono cuối cùng nè. Màu xanh lam lục nè, màu xanh lam nha. Xanh lam và có nhiều cánh hoa anh đào. Nó có sỉ bèo khá là đẹp. Chị sẽ cho cô nàng tóc màu nâu hạt chỉ xỏ ngang lưng này nè. Thôi, cái cô nàng của chúng ta đang được hóa trang trông thật là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ thử mang cho các cô nàng đôi guốc nha các em. Đây là một bộ guốc mộc đi kèm với đồ kimono. Đây chỉ là bộ guốc mộc đi kèm với đồ bị kimono nha. Chị sẽ mang cho cô nàng tóc màu nâu hạt dĩa này trước này. Và đôi thứ hai. Thì sẽ mang cho cô nàng cô nàng cà thỏ này đi nha. Cô nàng có trang phục kimono màu xanh dương. Trên tớ sticker này thì nó chỉ có hai cái guốc mặt thôi các em, nên mình chỉ mang được cho hai nhân vật thôi à. Rồi, đây là để chị xem là có cái nón hay phụ kiện gì đi kèm không? Đây, có những cái túi sóc nè, đi kèm nè. Đây là chiếc túi hình caro. Phần dưới thì bèo màu xanh túi nhẹ nè các em. Chị sẽ phối cho cô nàng mang bộ trang phục kimono này nha. Vừa có tông màu đỏ, vừa có tông màu lá chuối luôn. Phù hợp với cái túi lắm. Rồi, để chị xem. À, chỉ có một cái túi đó thôi các em nè. Chỉ có một người mang được thôi. Chị sẽ đeo một đôi bông tai nữa. Đôi bông tai hình quả dâu nha. Cho cô nàng có cái túi đó luôn. Bây giờ ít guốc mọc quá cho nên chị sẽ ưu tiên một người cho đủ hoàn chỉnh một bộ đồ nha. Chị sẽ di chuyển cái guốc mọc này qua. Ờ, đây đã xong trang phục kimono cho bốn cô công chúa rồi đó các em. Các bé thấy cái đẹp không? Rồi bây giờ chị sẽ thay trang phục thường ngày nha. Cho các cô này nha. Và chị sẽ lột bộ kimono cũ này ra. Và chị sẽ thay cái bộ trang phục mới khác.